Hồi ký nghệ sĩ Vũ Linh phần 13 Nghệ sĩ Cải Lương Hữu Lợi, Bạc Mệnh, Thanh và Sắc đều ngang hàng với nghệ sĩ Vũ Linh Nhưng lại thua một bậc Sự thật về câu nói nếu Điền Thanh không vượt biên và Hữu Lợi không chết sớm Thì sẽ không có cái tên Vũ Linh Câu nói đó đúng hay sai Tài qua ấy nay còn đâu Tóc mọc phan an phải cúi đầu Mất mát như sơn, hờn như hải Nếu chút hương thừa trong bể dâu đây là bài thơ khán giả tiếc thương cuộc đời bạc mệnh của nghệ sĩ Hữu Lợi. Cho đến bây giờ, khán giả yêu mến nghệ sĩ Hữu Lợi và khán giả yêu mến nghệ sĩ Vũ Linh đều xảy ra hai luồng ý kiến trái chiều. Nếu khán giả yêu mến Hữu Lợi thì nói rằng Hữu Lợi ca hay hơn Vũ Linh, nhưng khán giả yêu mến Vũ Linh thì nói ông ca hay hơn Hữu Lợi. Hãy cùng xem những ý kiến trái chiều đó. Hữu Lợi ca diễn hồ quảng hay nhưng nghe anh Vũ Linh ca vẫn thích hơn vì giọng ca của anh Vũ Linh truyền cảm và đa dạng hơn. Chắc thời đó không biết Hữu Lợi đã từng diễn với đàn chị và thầy của Vũ Linh, đó là nghệ sĩ Bạch Lê, Ngọc Đáng, Phượng Mai, Bạch Mai. Hữu Lợi ngang hàng với Vũ Truyện, Thanh Tòng, Đức Lợi. Thế hệ sau năm 1975 không biết giai đoạn này đâu. Vũ Linh tuy hay nhưng nếu so với anh Hữu Lợi thì không có cửa đâu nhé. Còn Vũ Truyện, anh Hữu Cảnh và nhiều nữa, Vũ Linh không bằng đâu. Cho hỏi, Hữu Lợi đóng được bao nhiêu tuần vậy? Và Hữu Lợi có được giải thưởng gì không? Và có danh hiệu gì không? Mà đòi so sánh với Vũ Linh, không ai bằng Vũ Linh. Vũ Linh hát đủ thứ, từ cải lương, đóng ngôn hay cũng mà hiền cũng hay. Vũ Linh Số 1. Thử hỏi nghệ sĩ nào qua đời mà được như Vũ Linh? Như lúc trước, nghệ sĩ Thanh Sang, Thanh Kim Huệ có được khán giả yêu thương như Vũ Linh đâu. Nghệ sĩ Vũ Linh được hàng triệu triệu người yêu mến, đừng ai so sánh Vũ Linh. Nghệ sĩ biết đạo đức, làm phước, âm thầm, không phê phán người ta mới nể. Thật ra, hữu lợi nổi tiếng trước năm 75, sang năm 75 thì hát chỉ được không còn xuất sắc nữa. Thập niên 1980, ông hát đoàn cải lương Minh Tơ, trong bảo táp nguyên phong sau đó ông về đoàn cải lương tỉnh hữu lợi và bo bo hoàng hát vai chánh tuồng về sử hát không hay ho gì hết ông hút sách nhiều và bệnh tật còn nghệ sĩ thanh hoàng em trai của nghệ sĩ hữu lợi thì hát được nhưng không lăng xê được nên chưa bao giờ thấy hát đoàn thành phố có thể hát đoàn tỉnh rất xúc động khi nghe lại giọng ca rất hát của cố nghệ sĩ hữu lợi ký ức tuổi thơ bỗng tràn về hữu lợi bạch lê là đôi nghệ sĩ cải lương hậu quản tài danh một thời trước được nhiều người hâm mộ cố nghệ sĩ hữu lợi hát hậu quản rất hay giọng hát rất ấm và ai phong cách liên lái rất tuyệt vời diễn giai quan văn quan võ gì cũng xuất sắc hết nghệ sĩ hữu lợi ca theo trường phái của cố nghệ sĩ hữu phước cho nên nghe hơi giống hữu phước bên hồ quản dậm của nghệ sĩ hữu lợi tốt nhất và hay nhất trời phú cho anh giọng hát và cách diễn sức thần khi nhập vai yêu đương thì tình cảm nồng nàn say đắm còn lúc diễn vai anh hùng thì oai phong lẫm liệt cách diễn vũ củ đạo của anh cũng đẹp và duyên vô cùng thương tiếc khung ngôi người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh cửa trời thật vô thường anh đã xa lìa trần thế khi tuổi đời còn quá trẻ để lại nỗi khổ niềm đau cho người thân và sự tiếc thương vô hạn cho những khán giả yêu thích tiếng hát của anh. Được nghe và xem anh diễn trên TV khi ấy, em chỉ là một đứa trẻ tuổi, thiếu niên. Thế mà, em đã cảm thấy rất mê giọng ca và cách diễn quá tuyệt vời của anh. Vở tuồng đã hết, mà cứ tiếc ngẩn ngơ. Mấy mươi năm đã trôi qua, chắc anh đã tái sinh kiếp khác rồi. Lúc sinh thời, em nhìn nét mặt của anh hiền lành, phúc hậu lắm. Chắc anh siêu thoát sớm, nay an lành và hạnh phúc. Dù chưa một lần gặp mặt anh ngoài đời, nhưng sao trong lòng vẫn quý mến anh, vô cùng cảm ơn anh, để lại cho đời giọng hát, ngọt ngào và truyền cảm, không bao giờ quên anh. Cố nghệ sĩ Hữu Lợi Nhớ lại kỷ niệm trước năm 1975 Bình Diện đi xem hồ quản ở đoàn Minh Tơ, Quỳnh Long, Hoa Thế Hệ Những đoàn nổi tiếng của các tuồng cổ hồ quản do các nghệ sĩ như Hữu Lợi, Bạch Mai bạch lê đức lợi thế thanh thanh tâm ngọc đáng bạch long xuân yến bổ truyện còn nữa những nghệ sĩ tài ba trong nghệ thuật hậu quản các tuồn rất hay nghe hoài không chán hồi nhỏ bắt cách xét nghe thuộc cả nguyên tuồn giờ con trai của anh là hữu nghĩa và em gái của anh là nghệ sĩ thanh quyền vẫn còn hát buồn buồn nhớ hữu lợi thì bắt con trai anh xem cũng đã buồn nhìn cũng rất giống cha nhưng có da thịt hơn mình đã khóc khi nghe tiếng anh hữu lợi giọng ca lạnh lót như chim sáo giọng ca tuyệt vời không ai thay thế được đó là năm 70 đến 75 rất nhiều cô gái đã yêu thầm anh hữu lợi vì anh có dốc dáng cao ráo ốm và mũi cao vô cùng đẹp trai và lãng tử phong trần bạn hiền lành đàng hoàng nói chuyện rất là lễ phép vô cùng luôn tưởng nhớ đến anh trong lòng em trong lòng của triệu triệu khán giả ái mộ anh được tin anh mất và nghe lại giọng hát của anh mình đã khóc và vẫn mãi buồn cầu xin cầu nguyện cho linh hồn của anh sớm được về với cổ vĩnh hằng giọng ca hữu lợi nhẹ nhàng gieo một chút dương vấn mong manh như tơ như mây khối khi võ tòng đối đáp với cẩm tú nhưng hoàn toàn không ủy mị ẻo lả này là điều rất khó từ vương vấn mong manh như tơ đến ẻo lạ chỉ là một lần ranh rất mỏng hữu lợi diễn tả rất xuất sắc qua giọng ca người nghe cảm nhận được tâm tình của nhân vật mà hữu lợi đang đóng vai danh xưng cho hữu lợi là rất đúng vì vũ linh đã từng đến đội ca dân tộc quận phú Nhận học hỏi cách diễn và ca ngâm của hữu lợi lúc đó bạn hữu lợi lập đội gánh ca dân tộc quận phú Nhận đã nổi tiếng thì vũ linh và bạn là vũ thanh đều nhau trên chiếc BC đến nơi Hữu Lợi diễn đứng ở cánh gà để học hỏi Hữu Lợi đó. Lúc Hữu Lợi đóng vai chính ở đoàn Khánh Hồng xuất chiều với Bạch Lê, Thế Thanh, Thanh Long, Mộng Lành, đóng chánh ở đoàn Phước Thành xuất tối với Ngọc Đáng, Kim Thanh, Trang Bích Long. Lúc đó Vũ Linh chưa ai biết đến chỉ là đàn em thôi. Nhờ về đoàn Minh Tơ vào Hình Long mới có tiếng tâm. Nếu xét về thanh và sắc Hữu Lợi và Vũ Linh ngang nhau nhưng xét về nhiều khía cạnh nghệ sĩ hữu lợi vẫn thua nghệ sĩ vũ linh về rất nhiều mặt tố chất nghệ sĩ hữu lợi nổi tiếng vào thời kỳ đó thì cũng có rất nhiều nghệ sĩ cải lương tài năng khác như minh cảnh minh dương hùng cường hùng minh minh phụng thành được là những người có giọng ca hết sức độc đáo ông chen chân để có một chỗ đứng trên ngôi vị cao thì cũng vô cùng khó khăn do đó trong những giải thưởng không có tên của ông, mặc dù ông ca diễn rất hay, không chê vào chỗ nào. Thứ hai, thời kỳ hoàng kim của ông cũng rất ngắn ngủi vì phận bạc qua đời sớm khi tuổi vừa mới 41. Lúc đó đã lập gia đình và sau này có một người con trai tên là Hữu Nghĩa cũng đang nói nghiệp cha nhưng cũng không mấy tiếng tâm. Thứ ba, vào thời đó, Hữu Lợi hát ăn ý nhất là với cô Đào Bạch Lê. Hai người hát rất ăn ý với nhau, tạo nên một cặp đào kép nổi tiếng lúc bấy giờ ngoài ra ông ít kết hợp với các cô đào khác về đời tư ông rất kính tiếng và được ít khán giả biết đến ngược lại vũ linh là khác về thanh và sắc giọng hát của vũ linh tựa tựa giống y hữu lợi nhưng câu ca nhẹ nhàng hơn nồng nàn và đặc biệt vũ linh biết thổi vào cái hồn của nhân vật vào trong đó khiến cho người nghe cảm nhận được nỗi đau nỗi vui giận hờn ghen tức trong từng nhân vật Vũ Linh diễn rất hay, nghệ sĩ Vũ Linh được phong tặng rất nhiều quy chương và đã cống hiến cho nghệ thuật hơn 40 năm, biểu diễn ở rất nhiều nơi và có rất nhiều vở tuồng không kể xiết. Thứ ba là ông hát chung với đủ người, đủ vai, đủ dạng khác nhau, diễn trên 30 cô đào hát mà vẫn có thể lăn xê được những cô đào đó nổi tiếng, giống y chang như mình. Đó là một cái hay mà cho đến bây giờ không ai có thể địch nổi. Vũ Linh hay hơn kể cả những ông vua không ngay như Thành Được, Hồng Cường, Minh Dương, Thứ Tư. Đời sống tình cảm của ông rất phong phú, nhiều phong ba, bảo táp và tình thương yêu đồng nghiệp, anh em, con cháu. Tình thương của ông dành cho họ là vô bờ bến. Vì nghệ sĩ Vũ Linh là người sống có tình cảm, nên ông qua đời thì ông cũng được đền đáp lại tình cảm đó, giống như ông đã dành cả tuổi xuân để yêu thương họ. Hết phần 12.